vlog của Dũng. Các bạn thân mến, vào ngày hôm nay thì đã qua Tết rồi. Tất cả mọi người đã quay trở lại với công việc bình thường rồi. Tất nhiên là ăn chơi đã xong xuôi. Tất cả mọi thứ đã khép lại năm 2023 và bước sang 2024. Và một năm mới thì Dũng nghĩ là mọi điều nó sẽ tốt đẹp hơn. Tại vì sau 2 năm thì dịch Covid đã làm cho tất cả mọi người đã trở nên khó khăn và tất cả mọi người cảm thấy rất là mệt mỏi. Và Dũng hy vọng là năm mới này sẽ là một cái năm mà khởi sắc lại để chúng ta có một cuộc sống cho nó bình yên hơn. Thực ra thì Dũng tin là mọi người ai cũng có ý chí và ai cũng muốn là quay trở lại công việc và có một cái công việc, có một cái cuộc sống ổn định đúng không nào? Thì điều đó cũng rất là tốt và Dũng chúc cho mọi người sẽ thành công hơn trong năm mới này nhé. Bây giờ quay trở lại với bếp của Trung Dũng thì ngày hôm nay thì trước Tết thì Dũng có dặn chị là mua nhiều lỗ tai heo rồi thế này thế kia rồi để cho Dũng có thể làm cái món coi như là giò thủ. Tại cái món giò thủ là cái món thuộc của Dũng từ trước tới giờ là Dũng hay nấu, nhưng mà sau đó thì không thể làm được. Tại giò thủ phải làm 2 ngày, nhất là một ngày làm sau đó cho vô ngăn mát, sau đó thì hôm sau thì lại tiếp tục nữa. Mình đem ra trình làng mọi người nhưng mà không kịp. Nên chính vì vậy mà ngày hôm nay tất cả những nguyên liệu còn để trong tủ lạnh, Dũng đem ra Dũng làm một cái món coi như là món tủ của Dũng nữa. Đó là phá lấu. Không phải là phá lấu nữa mà là lỗ tai và thịt ba rọi khìa nước dừa để làm giống như là chúng ta làm phá lấu vậy đó. Khìa cho nó thấm và cho nó sệt lại. Và sau đó thì chúng ta sẽ để vô ngăn mát. Ví dụ các bạn có muốn đi đâu xa cũng vậy, các bạn chỉ cần ha sắc ra để vô hộp, sau tới nơi lấy ra ăn. Ăn nguội cũng ngon mà ăn nóng cũng ngon. Ăn nóng thì chúng ta sẽ chấm bánh mì, còn nếu mà ăn nguội thì chúng ta cứ để về mà ăn không sao hết. Chính vì vậy mà ngày hôm nay sẽ có món là lỗ tai thịt ba rọi, nói chung là khìa nước dừa. Bây giờ bước tiếp theo nữa thì Dũng cho 3 trái dừa luôn. Tại vì cái dừa này nó phải ngập cái phần thịt nó mới được. Sau đó thì bắt đầu tiếp tục nữa. Cái này 3 trái dừa, xin lỗi chứ ha, không có thấm tháp gì rồi. Phải thêm 2 trái nữa. Phải thêm 2 trái nữa rồi. Cái này là không có xin nha. Rồi được rồi, ok, 5 trái dừa đó. Bây giờ cái này là phải chờ nó hả, lâu thì là lâu luôn á. Nó phải sắc lại rồi chúng ta bắt đầu mới tính tới cái chuyện bước tiếp theo nữa. Thì Dũng cho 3 trái dừa luôn. Tại vì cái dừa này nó phải ngập cái phần thịt nó mới được. Đó. Sau đó thì bắt đầu tiếp tục nữa. Cái này 3 trái dừa, xin lỗi chứ ha, không có thấm tháp gì rồi. Phải thêm 2 trái nữa. Phải thêm 2 trái nữa rồi. Cái này là không có xin nha. Rồi. Đấy. Tụm lum hết. Giờ bước tiếp theo nữa. Là mọi người biết có gì không? Đây là tương ớt của Dũng và dầu hào. Cho một ít vô. Rồi xong. À cái gì đây? Một ít hạt nêm. Đó. 3 muỗng hạt nêm. 3 muỗng hạt nêm. À 1 muỗng bột ngọt. Xong. Kết thúc chương trình. Một lát chúng ta sẽ nêm nếm thêm. Bây giờ chúng ta để cho lên chai gì nó thấm được vậy. Một lát thì chúng ta thêm cái phần nước mắm nữa. Thank you.
không? Nó nhanh ra bẻ lắm, kinh khủng luôn. Bẻ lớn không? Dạ. Đây. Ấy da. Ấy da. Mệt quá. Cắt mà mặt mệt luôn á. Cái giống táo này nó mới. Ăn cũng được. Cái mặt ngộ. Chắc nó còn non quá. Trứng rồi. Anh Cường nói mày qua chừng gãy. Ủa cái em hỏi, ủa cái gì kỳ vậy, cái gì ở cái giá kỳ gì gãy. Giá gì mà gãy kỳ cục, làm nặng quá. Nặng cái gì? Ủa tao phải dùng sức lực tao nại. Ăn đâu phải dễ đâu. Trời ơi, này nó cũng nhiều nè. Ú mẹ ơi. Ú bự bự. Ú. Đấy, trời ơi. Quá xuất sắc. Đừng có tưởng ra bỏ đi. Quá im. Làm gì có cái chuyện mà bỏ. Đấy. Cái này còn cái này nữa nè. Trời ơi, củ này mắc tiền lắm á. Quý lắm á. Chị học dân hôm trước á, bà thấy nhổ, bà đi Dũng ơi, mày bán cho tao đi Dũng. Dư, hồi chị nấu đi. Hồi chị nấu tiếp em ơi. Quá trời. Nè, thấy chưa? Qua đây. Cái củ này cái củ mai đó để cá. Thấy rồi. Để tao rửa cây nó cũng đẩy nè. Quá chút dữ. Đó, nó bắt cổ đi. Tất 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 củ. Cái này ít cổ nha. Dạ. Không, nhưng mà nó không bằng cái bụi nãy à. Thấy chưa? Quá trời. Đó, bụi đó mới giữ đó. Đó. Còn đâu nữa? Còn bụi kế bên nó nhổ luôn đi. Bụi này hả? Ừ, thôi để đi. Cái bụi này là nó mới lên lại hả? Nó có. Nó có già rồi. Già lắm. Cắt đó. Cắt đó. Nó nè. Đây. Nó đã sượng rồi, lép rồi. Đây nổ, đây nổ. Đây nè, nó cũng sượng nè. Nó đó, ừ. Trắng sắn mới được. Má làm xong này chắc đuối luôn. Mình lại một chùm lửa cho nó đây con. Thôi được rồi. Trái được ừ. Nóng rồi. Để,
quá im. Em ơi. Trời đất ơi. Tập thể lực. Thể lực ông nội. Nó quỷ sợ hôm trước. Đâu có cực khổ gì đâu. Lúc đó đất nó mềm, còn đất này cứng quá vậy. Đất nó cứng không có vô được. Cứng quá, ít củ. Ít củ. Ê, có kìa. Ít củ quá à. Cứng quá. Thôi bỏ đi. Đất cứng quá. Ai, điểm cơm coi. Ơi, sau khi làm xong hết á thì Dũng đã vớt ra, và bây giờ thì nó còn lại một cái nước sệt như thế này. Thì nước sệt á thì Dũng sẽ tưới lên đây giống như là mình bán hàng vậy đó. À, cái nước này là nước kẹo. À. Thực ra thì mọi người biết không, hôm nay cái màu sắc nó không đẹp là tại vì có một cái phần thịt mà Dũng với chị Dũng đã luộc chín rồi, nên Dũng không có xử lý được ok lắm, nhưng mà nhìn á, nhưng mà ăn thì rất là ngon, nhưng mà nhìn màu sắc thì nó cũng không đẹp lắm, tại Dũng không có sử dụng màu, cũng không bỏ bất cứ một cái màu nào lên vô đây hết, nên đây là chỉ là màu của đường khi mà Dũng thắng lên một tí nước cốt dừa thôi, lấy nước dừa thôi, nên chính vì vậy nó ngon. Ai trong cái khoảng thời gian mà chờ thì Dũng và mọi người đi đào củ lùn, bây giờ củ lùn là cái mùa cuối cùng mà còn được nhiêu đây. Đấy, đây là rất là quý hiếm rồi nha, cái này mà có giò heo nha, giò heo hầm với giò heo là thôi bả cháy luôn. Và bây giờ thì mình luộc nha, bắt đầu là ăn cái này để dành ăn rất là ngon. Đây rồi thì thôi bây giờ thực ra thì với cái món này thì mọi người cũng biết rồi, cái mùi vị của nó như thế nào rồi, tại vì Dũng không cần phải thử nữa, tại vì thấy tên ở chỗ bà là tên tân hán lắm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì thật sự là cái này là mua để dành để làm giò thủ, như có ban đầu là giò thủ nhưng mà giờ là không có thời gian để làm, và Dũng quyết định là chuyển sang là cái nước dừa. Đến khi nước dừa thì nó, và sau cái món này là Dũng sẽ cho vô tủ lạnh, một là vô ngăn đá, sau đó Dũng để dành để cái món này nè, khi mà chúng ta cần chúng ta đem ra chúng ta sắc, và sau đó chúng ta bỏ vô microwave chúng ta hâm nóng lại. Thứ nhất là ăn cơm với dưa chua, dưa cải, dưa leo hoặc là đậu sống rất là ngon. Và thứ ba nữa là chúng ta sẽ cho vào bánh mì. Ôi rồi ôi, cho vào bánh mì thì thôi xuất sắc, ăn bánh mì với thêm mà dưa leo nữa, không cần phải bỏ gì thêm nha, tại vì cái nước sốt này nó rất là đậm đà rồi. Đây. Món lỗ tai heo và thịt ba rọi khìa nước dừa đến đây kết thúc clip này. Và Dũng rất là mong quý vị và các bạn sẽ coi như là làm cho mình một món này nha, tại vì cái món này thì để dành đi đâu xa cũng được, nói chung là ăn ở nhà cũng được, và các bé cũng rất là thích, tại vì sao cái lỗ tai nó giòn giòn, và da heo cũng ngon, và thịt ba rọi cũng rất là ngon, tại vì sao món này thì ăn bánh mì thì thôi xuất sắc, và món này thì không có dành cho những người tập gym giống như Dũng. Nói tự nhiên thì xấu hổ, Tết này không có tập tành gì cho nên chỉ có chạy bộ thôi mà cũng không xuống được các bạn ạ. Thường thường là mọi người đó là sẽ thấy Dũng là tập gym thấy có sáu múi đồ sau lên hình, có lúc thấy cái bụng nó to, thực ra là như vậy. Ở cái tuổi của Dũng thì buổi sáng là nếu một ngày mà các bạn thực sự là tập dứt cường độ nặng luôn nha, nhưng mà tối đêm đó chỉ cần về mà ăn một tô cơm hay ăn một tô phở gì, hay là mà ăn cái gì bậy bạ, hay là tối mà nhậu nhẹt gì chút xíu, là ngày mai là cái bụng của bạn nó trình bình liền, nó không có một cái gì gọi là cái tập luyện nữa, mà nó bự lên nữa đó. Thì bởi vì ở cái tuổi này là ngoài cái vấn đề tập luyện và cái vấn đề ăn kiêng nó rất là quan trọng. Nếu như ngày hôm đó mà mình không tập đi chăng nữa, nhưng mà mình ăn buổi chiều mình ăn rất là kỹ nha, ăn gà hay ăn rau củ hấp, thì ngày mai cái bụng của mình nó rất là phẳng, đạp chết cái cà của tao chính ra. Quay đạp đi. Đấy là cái vấn đề ở cái tuổi này là ăn uống rất 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 là quan trọng. Chính vì vậy mà
Chứ cái món này á thì thật sự là nhìn nó Dũng thấy thèm thiệt, rất là thèm, mọi người thấy không? Rồi thì cái nguyên một cái mâm này đem ra bán bánh mì ở chung cư của Dũng chắc cũng nghĩ là bán đắt lắm. Tại vì sao? Người ta khìa, người ta bán cho các bạn, người ta đâu có khìa được dừa đâu. Đó, mâm này chắc là dừa. Nó thơm, thơm, thơm lắm luôn á. Tại vì dừa Dũng chọn hai cái loại dừa. Dừa nào mà dừa cứng thì nó có cái ga, nó rất là ngọt và nó có cái vị khai, nó vẫn lộn, nhầm. Có cái ga, nó thanh, lộn. Đó, nên khi mà chúng ta khìa nha, chúng ta hòa quyện hai cái loại nước dừa lại, ngồi xuất sắc luôn. Rồi bây giờ thì Dũng sẽ luộc củ lùn. Thực ra thì cái món củ lùn này là các bạn biết không, là luộc đó thì nó cũng có cái chi tiết của nó. Là thứ nhất á, là củ lùn á là nó không phải giống như chúng ta luộc khoai lang hay là khoai mì, nó khác hoàn toàn. Là cái củ lùn này nè, khi mà chúng ta cho nước nó sôi lên, sôi ùn ùn lên luôn, sôi thật là khoảng 100 độ C đó, sôi. Sau đó chúng ta cho củ lùn vô, chúng ta đậy nắp lại. Và khi mà chúng ta đun lửa cho nó sôi ùn ùn lên khoảng chừng 1, 2, 3, 4, 5 phút, chúng ta nhắc xuống đổ ra, xả nước lạnh, ăn rất là ngon. Tại vì sao củ lùn nó phải luộc vừa chín tới thì nó ăn cái độ sực giòn thơm nó mới ngon. Chứ còn nếu mà chúng ta luộc nhiều quá thì nó sẽ bị bở. Đấy, nó không giống như là khoai lang ha. Nên á, bây giờ á, là trước tiên á là phải cho nó lửa lên. Đó, bắt đầu mới luộc khép. Các bạn thân mến, với cái món mà thịt lỗ tai và thịt ba rọi khìa nước dừa thì và cộng thêm cái món củ lùn đã kết thúc clip ngày hôm nay. Và Dũng rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của Dũng nhé. Và sắp tới đây thì Dũng sẽ làm nhiều clip hơn, tại vì sao mỗi ngày mình phải nâng cấp hơn. Mặc dù là kênh của mình không phải là một loại cái kênh mà hot để cho mọi người có thể xem được nhiều, thì thật ra với Dũng thì cái điều quan trọng á là chất lượng nhiều hơn số lượng. Có nghĩa là Dũng cần chất lượng hơn, tại vì những người mà xem kênh của Dũng á là những người thật sự yêu mến Dũng. Và Dũng rất là quý điều đó. Nếu mà càng nhiều thì càng tốt, nhưng mà nếu như mà cái kênh của mình nó nằm ở một cái vị trí nào đó thì Dũng không quan tâm là mình cần bao nhiêu lượt like hay đăng ký. Tại vì sao? Cái điều mà Dũng cần làm là mình phải đam mê và mình làm những cái điều mình muốn và Dũng thích làm cái công việc này. Và Dũng có một cái kênh để dành sao để sau này em của mình lớn nữa sau này nhìn lại những hình ảnh của gia đình mình ngày xưa với mẹ mình, điều đó nó tuyệt vời lắm. Đó là một cái tài sản vô giá của Dũng. Rất là cảm ơn các bạn đã có những lời chia sẻ và rất là cảm ơn dành cho Dũng. Và năm mới thì xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.